Nhà đẹp Long Biên xin giới thiệu một căn nhà tại phố Ngọc Lâm. Nhà nằm trong ngõ, cách đường Ông Tô Chánh Nhau khoảng 30 mét. Nhà xây 5 tầng, diện tích 39 mét vuông, mặt tiền 3,3 mét. Thiết kế gồm một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi rộng. Nội thất cơ bản gồm bàn ghế sofa, kệ tivi, tủ bếp, sàn gỗ, trần thạch cao. Nhà nằm trong khu đông dân cư, tiện để ở hoặc cho thuê căn hộ dịch vụ đều phù hợp. Nhà quê hướng, Đông Bắc, pháp lý, sổ đỏ chính chủ. Giá bán 4,1 tỷ, có thương lượng với khách thiện chí mua nhanh. Quý khách có nhu cầu xem nhà và mua nhà này vui lòng liên hệ với Nhà đẹp Long Biên theo số điện thoại 0984999007. Bạn đang ở tầng 2, tầng 2 thiết kế là một phòng ngủ lớn và một vệ sinh. Nội thất cơ bản gồm sàn gỗ, trần thạch cao, tủ quần áo và một ban công. Nhà nằm trong ngõ phố Ngọc Lâm, trong bán kính 500 m, có đầy đủ tiện ích. Cầu Trường Dương, cầu Long Biên, chung cư Mipec. Khu ẩm thực Ngọc Lâm, chợ Gia Lâm, trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều. Mời các bạn lên tham quan tầng 3. Tầng 3 thiết kế gồm 2 phòng ngủ và một vệ sinh chung. Bạn đang xem phòng ngủ bên ngoài. Nội thất cơ bản gồm sàn gỗ, trần thạch cao. Quý khách hãy đăng ký kênh YouTube Nhà đẹp Long Biên để xem thêm nhiều video về nhà đất bán tại quận Long Biên, được cập nhật liên tục hàng ngày. Phòng vệ sinh chung tầng 3, diện tích khoảng 5 m². Mời quý khách lên tham quan tầng 4. Tầng 4 thiết kế tương tự tầng 3, gồm 2 phòng ngủ và một vệ sinh. Bạn đang xem phòng ngủ bên trong. Bạn đang xem phòng ngủ bên ngoài. Phòng vệ sinh chung tầng 4, diện tích khoảng 5 m². Mời các bạn lên tham quan tầng 5. Tầng 5 thiết kế gồm một phòng thờ ở bên trong và một ban công rộng. Như vậy, nhà có 5 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, sân phơi. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn quý khách ở các video tiếp theo của chúng tôi.